Hello, chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Cũng khá lâu rồi mình không có làm video để giới thiệu giao nhật với anh em. Mình cũng lu quá, không có thời gian mà để làm hàng nữa. Hôm nay mới về được một kiện hàng, cũng khá là nhiều giao ha. Làm video giới thiệu với anh em chơi đó. Mới về tới sáng nay luôn, thùng này khoảng 18-19 kg gì đó. Có dao, có đá gì tùm lum chân ha. Giờ mình bốc thùng để kiểm tra hàng rồi chơi. Do hàng số lượng lớn nên mình phải gửi qua công ty vận chuyển, chuyên vận chuyển hàng bên Nhật về Việt Nam, chứ không có gửi theo phong thức EMS bình thường được. Nó nặng lắm, nhiều đây gửi EMS là sặc máu tiền luôn á, bán lỗ luôn. Đóng kỹ quá không biết lần cái mối từ đâu luôn. Tại vì dao với đá nên đóng hay kỹ nè. Đảm bảo an toàn hàng hóa của mình. Mua đồ đã khó, vận chuyển nó cũng khó nữa. Không biết đóng cái gì luôn. Dán nhiều quá. Đây, ra đây. Shop. Thấy chưa? Hàng hóa này nha. Dán keo là hết. Dao Nazi. Cái này chả có đóng logo luôn, dao còn mới tin mà không có đóng logo nha. Cái con này đấu giá theo lô. Guto. Này Guto úp không gỉ loại thép bích xanh số 2, hàng này đấu giá, hàng này mới chưa sử dụng anh em. Cái này 21 cm quá. Chính xác 21 cm. Yanagiba. Nó đẹp, nó đánh bóng gương luôn. Yanagiba. Đấu giá nên mình lựa cũng giao ổn ổn hơn mình muốn mua ha, không có mua giao dẫm dởm. Câu này thép bạc số 3 nè, Guto. Nhiều quá, rất là nhiều luôn. Guto 24 cm, ốp không gỉ lõi thép chỉ xanh số 2. Dao này xài đã luôn á, được 2 cây. Hàng đấu giá nè, chưa có sử dụng luôn. Con gì tí tẹo đây nhỉ?
thường đấu lô có mấy con nhỏ nhỏ, nhỏ đi theo. Con quèo. Mấy con này nè anh em, do đấu giá nha mà chưa sử dụng mà, như mới ha, rất là đẹp. Mỗi thứ hai cây, hai cây này. Lõi thép giấy xanh số 2 này ha, ốp không nghỉ luôn. Nhiều quá, này mới về được phân nữa. Rồi, con này cũng khá là đẹp ha, con này thép bạc số 3 nè, rèn theo phong cách Najishi, con này còn mới luôn. Wow, con này còn đẹp hơn nữa. Con này khắc chữ kinh khủng. Wow. Đây, con này thì vẫn búa, con này thì thép không gỉ, mà con này không nhớ là thép gì luôn. Để phải coi lại mới được. Nguyên cặp. Cái này là một cái lưỡi dao nha anh em. Bên đó đóng hàng khá là kỹ nha, hàng của mình đóng kỹ lắm. Quá đẹp, quá đẹp đó, thấy không? Một lưỡi dao đi rừng. Con này dài chắc 25 26 cm gì đó, có thể là 27 cm. Ta bắt kết luôn ha, nhiều lớp đó. Con này siêu đẹp luôn. Con này rất là giá trị rất là cao ha, chở 5 6 triệu gì á. Takohiki. Ui, nó dài nè. Này chắc 30 33 gì á. Con này lõi thép giấy xanh số 2. Takohiki. Chiên dao bạch tuộc. Con này mà mod lại làm cái tanto hay cái gì bá đạo luôn. Bỏ vô không được luôn. Để ba tay trái. Con này của Sakai Takayuki. Mới tinh luôn. Con này dài khoảng 19.5 ạ. 19.5 ạ. Còn full box luôn nha anh em. Hàng đấu giá còn full box luôn. Sẽ còn một đợt nữa, cái này mới phân nửa à. Đề 3 mới nguyên hộp chưa xài. Này cũng đề 3. Còn hộp rất là nhiều á. Giờ Nagiba nè.
Này Takoyaki. Mấy con này hàng đấu giá mà nó còn mới tinh nè. Con này hình như 27 nè. Một lưỡi dao Najishi. Con này loại thép giấy bạc số 3 nha anh em. Nakiri. Quá trời đẹp luôn. Cán gỗ hồng. Khâu gỗ ổn định nguyên hộp nha. Đẹp quá. Đề ba khủng luôn. Wow. Nó bị gỉ chỗ này à. Còn mới tinh bị gỉ chỗ này ha. Này đánh bỏ cái gỉ này. Con này cũng Santoku xếp giấy bạc luôn. Cách Najishi. Cán gỗ hồng, khô ổn định. Cái này mới chưa xài luôn anh em. Cái này có gì đặc biệt không? Này con đề 3 thôi. Cái này của Miyabun. Con này Santoku cũng của Miyabun luôn. Con này loại thép SG2 nha anh em. Siêu thép SG2. Super Gold 2. Hai con này cùng hãng nè. Đấu giá cùng cặp luôn. Này đề 3. Nguyên hộp chưa xài. Nguyên lô 2-3 cây với cây cong quẹo hồi nãy. Đây có một cây tay trái của Kia. Rất là hiếm, rất là đắt tiền luôn. Tay trái Kia. Con này cũng Kia. Con gì tí tẹo chả. Con này giá 2.300 yên nè. Đá. Đóng đá mại luôn. Cái này kinh. Hàng người ta xài ra ha. Nó giật khoảng 1 cm. Con này là nó giật cũng lét. Anh em thấy người ta xài đá không? Nó giật tới cỡ này mà viên đá nó rất là phẳng. Nó ít công. Chết mò rồi. Có viên bị bể rồi. Viên này còn nguyên hộp chưa xài luôn nè. Hàng tồn kho. Đây. Thế là bị bể. Mà không sao, viên này lấy để dành trà đồ được, nó mỏng quá à. Đây viên nữa, viên này kinh 1.000 nè, nó làm gì mà lõm luôn. Viên này toàn đá không? Gì chút xíu gì.
ST mini. Này đá không? Cái này kinh 1200. Kinh 1000. Viên này kinh G1S1 6000. Ui nhiều quá. Mỏi lưng quá anh em ơi. Này cũng đá, này cũng đá. Kinh kinh luôn. Đấu giá toàn của kinh không à. Rồi, còn hai cái thùng. Đây. Thùng này mới đọc chiều ha. 6 cây. Mới tinh luôn, chưa xài xài lướt. Quá trời đẹp. Này của Takeuchi. Nguyên bộ 6 cây anh em, thùng này rất là đẹp. Vác cái thùng này đi làm là bá đạo luôn. Ui, ghi tô mới tinh. Này Honesuki nguyên set này Betty này Yanagiba đợt này thiếu, đợt này thiếu mấy cây Yana dài dài. Cái này D3. Xong. Rồi sơ sơ với thôi ha. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Bữa sau mình sẽ làm chi video chi tiết lên mình giới thiệu với anh em. Rồi bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Quá trời hết có đường đi luôn rồi.